đồng lễ. Kính thưa cộng đoàn, con xin đọc cái thông báo của tòa giám mục Thái Bình. Thông báo về giáo phận chúng ta có đức tin giám mục. Kính gửi quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ, quý thầy chúng sinh, quý hội đồng giáo xứ giáo họ và toàn thể anh chị em giáo hữu giáo phận Thái Bình rất thân mến. Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2022, văn phòng tòa thánh đã loan tin vui Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tông Thái Bình, làm giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, kế vị Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã tới tuổi được tòa thánh cho nghỉ hưu. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô và Đức Tân Giám mục trong sứ vụ mới. Ngày lễ mãn nhiệm và tấn phong giám mục sẽ được thông báo sau. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Mân Côi và Thánh Giuse, xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong bình an và hiệp nhất. Linh mục Chu Văn Yên, Chánh Văn Phòng và Giám mục. Và cũng xin đọc hai cái bài trích sách hôm qua. Lạy Chúa, trước thánh nhan toàn thể vũ trụ, ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc nhở cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Đó là lời Chúa. Thank you.
Không
mục đích là để cứu độ con người, để đưa con người, đặc biệt là những tội nhân, được ơn hoán cải, được ơn sám hối, để trở về cùng Thiên Chúa. Tin mừng ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy có ba thái độ được Thánh Luca đề cập đến. Cái thái độ đầu tiên phải kể đến đó là thái độ của Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, và Ngài đã xuống trần gian này để hòa đồng với con người, để sống cùng con người, nhất là những người tội lỗi. Và trong suốt hành trình đi rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu, Ngài cũng đi rong ruổi khắp đây khắp đó để cứu chữa con người, để giúp cho những tội nhân được ơn nhận biết Thiên Chúa. Và chính vì vậy, thái độ của Chúa Giêsu là một thái độ tìm kiếm. Con người đến để tìm và cứu chữa những gì đã mất. Vậy thì tất cả những ai là tội nhân, tất cả những ai là tội lỗi thì đều cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu, Ngài là vị mục tử nhân lành, Ngài đã phát trên mình những tội lỗi của con người, Ngài đã đem tất cả những gì mà thế gian loại trừ, thế gian cho là xa lánh, thì Ngài đều đem về, đều quy tụ lại dưới cánh tay của Ngài. Thái độ của Chúa Giêsu là một thái độ đầy yêu thương. Ngài luôn đi bước trước để Ngài đến với con người chúng ta. Ngài luôn giúp cho con người thăng tiến trong đời sống đức tin. Và Ngài luôn giúp cho con người luôn biết phó thác, cậy dựa vào Thiên Chúa. Và chỉ khi nào con người gặp gỡ được Thiên Chúa thì con người mới được đón nhận ơn cứu độ. Chỉ khi nào con người biết chạy về với Thiên Chúa thì con người mới được ơn sám hối, ơn ăn năn. Và chỉ khi nào con người biết cởi bỏ, lột bỏ những gì là tội lỗi ở nơi bản thân thì con người mới đạt đến ơn cứu độ. Đúng là một vị Thiên Chúa đầy yêu thương, như lời của Thánh Gioan Tông Đồ, Ngài đã từng nói: Thiên Chúa là tình yêu. Và khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật, Ngài cũng mong muốn cho con người chúng ta được hạnh phúc, được sống mãi trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên thì trải qua quá trình sống ở trần gian, có nhiều những cơn cám dỗ, nó lôi kéo con người, nó ghì con người xuống và nó làm cho con người phải chết. Bởi vì con người đã không còn vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Từ cái chỗ không vâng theo thánh ý của Thiên Chúa đã dẫn đến cái sự chết, nó xâm nhập vào trần gian, và con người chúng ta không tránh khỏi cái điều đó. Vì thế chúng ta muốn được thoát khỏi cái sự chết, chúng ta hãy chạy đến với chính Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, chính Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, và chính Thiên Chúa là nguồn phát sinh của sự sống. Như lời Chúa đã nói, con người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất. Và thái độ thứ hai là thái độ của những con người luôn tự cho mình là đạo đức, là công chính, là thánh thiện hơn những người khác. Đó là thái độ của những người Do Thái. Tin mừng của Thánh Luca thuật lại: khi Chúa Giêsu đi vào nhà ông Gia-kêu thì người ta sầm sì, người ta nói với nhau rằng: nhà cái người tội lỗi như vậy mà ông ấy cũng quản trọng. Quả thực đối với con người thì bao giờ cũng có cái điều kiện để đưa ra, để rồi để phân định người tốt, người xấu. Và chỉ có con người chúng ta sống với nhau, với đối xử với nhau như vậy mà thôi. Còn đối với Thiên Chúa thì khác. Ngài không nhìn con người chúng ta theo cái kiểu của người đời, nhưng mà Ngài lại nhìn chúng ta theo kiểu của Thiên Chúa.
đó là Thiên Chúa của tình thương. Và vì thế hôm nay những người Do Thái, người ta thấy Chúa Giêsu vào nhà ông Gia-kêu này thì người ta đâm ra khó chịu. Và không phải một lần này mà nhiều lần khác nữa, người ta có lần tin mừng tường thuật lại, những người Do Thái nói rằng nếu ông ấy biết người này là người tội lỗi thì tại sao ông ấy còn đồng bàn với những hạng người như thế. Nhưng mà kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu ngài đến để kêu gọi, để tìm kiếm và để cứu chữa những gì đã mất, và đặc biệt là những gì mà thế gian cho là hạng người tội lỗi, thì Thiên Chúa lại yêu thương, ngài muốn dẫn đưa những người đó trở về với Thiên Chúa. Phần chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta có giống như cái thái độ của những người Do Thái ngày hôm nay hay không? Đứng trước một con người tội lỗi, nhiều khi họ rất mong muốn được trở về với Thiên Chúa, nhưng mà cái ngăn cản lớn nhất của họ nhiều khi lại đến từ giữa anh chị em đang sống xung quanh. Giả dụ như có một người tội lỗi mà bao nhiêu năm không có xưng tội rước lễ, giờ đây người ta nhận được ơn hoán cải, họ lên họ xưng tội, họ lên để họ chịu mình Thánh Chúa, thì nhiều khi chính cộng đoàn này có những cái ánh nhìn làm cho họ cảm thấy họ bị tổn thương, làm cho họ cảm thấy họ khó có thể đến để thể hiện đời sống đức tin. Khi chúng ta có những hành động như vậy là chúng ta cũng chẳng khác gì như những người Do Thái ngày hôm nay đã sầm sỉ với nhau khi Chúa Giêsu đến với nhà ông Gia-kêu. Hẳn ông phải biết con người này là hạng người như thế nào. Và cuối cùng đó là thái độ của ông Gia-kêu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thái độ của ông Gia-kêu hôm nay phải là một cái thái độ mà đáng được khen ngợi, phải là một cái thái độ mà cho tất cả mỗi người chúng ta học tập. Ông đã biết vượt qua chính cái giới hạn của mình, đó là một giới hạn đến từ phía con người. Ông với cái ngoại hình rất là thấp bé, cho nên là ông không thể nào mà tiếp cận được với Đức Giêsu, là bởi vì có rất nhiều con người đang vây quanh, đang nghe lời giáo huấn của Chúa. Cho nên ông biết thân phận của ông như vậy, ông đã đi trước và ông trèo lên cây sung. Ông đoán chắc chắn rằng Chúa Giêsu ngài sẽ đi qua cái đoạn đường này. Và quả thực kết quả là ông đã được mãn nguyện như cái tâm hồn ông mong muốn. Và đối với người Do Thái thì ông Gia-kêu này quả thực là một con người tội lỗi. Tội lỗi là bởi vì đến từ với phía chính con người, đến từ với phía chính đồng hương của ông ta làm nghề thu thuế. Và một nghề trong tin mừng Thánh Luca cũng đã nói ông rất giàu có. Ông được gọi là ông đứng đầu của những người thu thuế. Và vì thế ông luôn là một người mà thu vén tiền của đồng hương, thu vén tiền của anh em để rồi nộp thuế cho ngoại bang. Và người ta vẫn nói rằng là thu nhiều nhưng mà nộp ít. Đấy là về phía con người. Còn về phía Thiên Chúa thì ông lại phạm vào cái tội, đó là ông không sống một đời sống công bình. Ông không sống đời sống công bình là bởi vì ông chỉ có muốn lấy tiền của những người dân, đặc biệt là những người nghèo khổ. Và từ cái chỗ đấy đã làm cho ông bị người đời xa lánh. Tuy nhiên thì ông đã vượt qua tất cả những định kiến của con người, định kiến từ nhân loại. Và rồi khi ông gặp gỡ được Đức Giêsu thì từ nay đời sống của ông đã hoàn toàn biến đổi. Ông đã nói rằng nếu như ông mà chiếm đoạt của ai cái gì thì ông sẽ đền gấp bốn, còn ông sẽ phân nửa tài sản của ông cho những người nghèo. Và vì thế kính thưa cộng đoàn, từ cái chỗ ông là một con người rất giàu có, nhưng mà khi gặp gỡ được Đức Giêsu thì ông lại trở nên một con người nghèo khổ. Ông đã chia hết tài sản của ông cho những người nghèo, và ông đền gấp bốn cho những người mà ông làm cho thiệt hại. Và ông đã được ơn biến đổi từ đây. Và chính Chúa Giêsu ngài cũng đã nói rằng hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Và kính thưa cộng đoàn phục vụ, lời của Chúa nói rằng hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này, ước gì cũng là lời mà Chúa Giêsu đang muốn nói với mỗi người trong cộng đoàn của chúng ta. Từng người
từng cá nhân và từng gia đình. Để chúng ta được ơn cứu độ thì chúng ta cũng phải có cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Gặp gỡ với Thiên Chúa trong các giờ cầu nguyện, gặp gỡ với Thiên Chúa trong các thánh lễ, và đặc biệt là gặp gỡ với Thiên Chúa trong những lúc chúng ta riêng tư với Ngài, để chúng ta nhận ra thánh ý của Ngài muốn thể hiện ở nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì vậy hôm nay một lần nữa chúng ta hãy học hỏi ở nơi ông Gia-kêu. Ông biết cái giới hạn của ông biết ông là con người tội lỗi, và ông biết ông là một người không xứng đáng để được ơn cứu độ. Nhưng với một mong muốn nhỏ nhoi để xem Chúa Giê-xu là ai, thì ông đã được ngoài những gì ông mong đợi. Đó là Chúa Giê-xu đến ở lại với gia đình ông, và không những ở lại với gia đình ông mà Ngài còn dùng bữa với ông nữa. Và vì vậy xin Chúa cũng luôn giúp cho chúng ta hiểu cái điều này, đó là tất cả chúng ta đều là những tội nhân và cần được ơn hoán cải. Vì thế chúng ta muốn được ơn hoán cải ngay từ giây phút này đây, chúng ta hãy cố gắng để sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Và khi chúng ta không nỡ mắc phải một tội nào đấy, chúng ta hãy nhanh chóng để chạy đến với bí tích hòa giải, để chúng ta cũng được gặp gỡ với Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, và rồi chúng ta cũng được ơn cứu độ đến với chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong công đoàn của chúng con. Amen. Xin mời công đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa.